Xin chào tất cả các cô chú anh chị và khán giả mọi người trên kênh của Nhi nhá. Thì buổi chiều hai ba con Nhi lại tiếp tục đi thể dục. Thì vừa đi thể dục thì Nhi sẽ lại tiếp tục chia sẻ với cô chú anh chị và khán giả mọi người cái câu chuyện về nữ CEO hôm nay lên trên không gian mạng tuyên bố là đến ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 sẽ quất Thầy Thích Minh Tuệ. Thì sau khi nghe cái câu từ quất thì khán giả mọi người ai cũng nóng lòng để vào để xem cô quất như thế nào. Thì trong cái câu chuyện cô quất thì đến cái thời điểm bây giờ thì chỉ thấy cô quất tào lao thôi chứ chưa thấy cô quất được ai cả. Thì trong cái câu chuyện như thấy nó quá là nhảm nhí, và cái câu chuyện này thì nó không đúng so với những cái gì mà cô lên cô tuyên bố và cô nói. Thì trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì Nhi sẽ tìm một cái nơi nào vừa đi bộ này, vừa ngồi nghỉ này, và sẽ chia sẻ với khán giả với mọi người nhé cái quan điểm của Nhi. Tổng chào tất cả các cô chú anh chị và khán giả mọi người nhé. Hai bà con Nhi đang đi thể dục để cho giảm mỡ. Thì trong cái vấn đề đi thể dục thì cũng như vừa xong thì Nhi cũng chia sẻ với khán giả với mọi người. Thì trong cái câu chuyện mà hôm nay đứng gọn đây coi, thì tất cả những khán giả với mọi người cũng rất chi là ngóng và đợi cái câu chuyện của cô quất. Thì Nhi cũng thế thôi, cũng như mọi người ngóng chờ cái thông tin cô quất không trượt phát nào. Thì Nhi thấy là càng ngày ấy, thì nó càng nhảm nhí mọi người. Đấy, quất ai thì chưa biết có quất được hay không, nhưng bản thân Nhi thấy là đang quất mình, nó thẳng luôn như thế, đang tự quất vào chân mình. Thì trong những cái clip mà Nhi cũng lên Nhi làm, Nhi cũng khuyên là lên đi dừng lại đi là cái cách tốt nhất, nhưng mà vẫn không nghe, vẫn cố tình. Thì đến ngày hôm nay thì mọi người nhìn thấy rồi đấy, cái thảm cảnh của cái khu vui chơi đông hơn cả chùa Bà Đanh, đúng không? Cái câu chuyện hôm nay nữa thì quất, thì khán giả mọi người thấy quất tào lao không? Quá là tào lao. Như bảo đấy, cứ như này thì tự đánh mất mình thôi, cứ tụt dốc không phanh thôi, có đúng không? Bao nhiêu những cái gì những người dân người ta tốt, người ta khuyên, người ta giúp đỡ và người ta tin tưởng, người ta ủng hộ mình, nhưng đến cái thời điểm bây giờ thì chắc mọi người cũng chạy mất cả dép rồi. Cứ lên bảo quất, cứ không có quất được cái gì đâu. Nói thì toàn câu trước nhắm một câu sau, lên đây đưa ra những cái diễn biến, những cái câu chuyện. Thì trước tiên mình phải có cái bằng chứng, mình sâu ra thì khán giả người ta sẽ thấy thuyết phục. Chứ còn bây giờ cứ lên đây cứ quý vị có thấy em nói đúng không, thì những cái đàn bò ở dưới thì cứ vỗ tay thôi, đúng không biết, sai cũng không biết, cứ tung hô nhau làm cái gì ha. Mình tung hô những cái đúng, tung hô những cái sự thật. Chứ bây giờ lên đây nói xong này hỏi khán giả có thấy đúng không, thế khi vào cơ quan chức năng thì có biết đúng không? Hỏi với khán giả mọi người như thế. Muốn nói về cá nhân nào hoặc nói về ai thì mình phải sâu lên cái bằng chứng, mình phải sâu lên cái sự thật để cho khán giả, để cho mọi người người ta biết chứ. Chứ nói bây giờ cứ nói tào lao, nói kiểu nói cho vui cái mồm ấy thì nói làm cái gì. Là như thế cái câu chuyện nó quá là nhảm nhí luôn. Nhưng mà đến đúng ngày hôm nay nữa thôi thì chắc chắn cô chú anh chị và khán giả mọi người thấy rồi, cái giá trị không còn nữa rồi, đánh mất tất cả rồi. Và bây giờ là không còn cái gì ai người ta tin tưởng nữa rồi. Và bây giờ tự mình là quất mình, chứ đừng bảo người ta, người khác người ta quất mình nữa. Và chính mình tự quất mình luôn, chính mình tự đánh mất giá trị luôn, chứ không phải là ai. Đây là trong cái câu chuyện, cứ có khán giả mọi người comment cho Nhi, tin cho Nhi, bảo là thế này, bảo là thế lọ, bảo thế kia. Nhưng Nhi thấy càng ngày càng lố bịch, càng thấy nhảm nhí.
không mang lại cái lợi ích gì cả, không mang lại cái gì tốt đẹp cho xã hội cả. Một lần nữa thì Nhi cũng khuyên lên nghỉ đi cho khỏe, nên làm những cái việc gì là có ích ý. Chia sẻ những cái gì nó tốt, nó đẹp thì nó sẽ hay hơn, chứ cứ lên đây xuyên tạc, đúng không? Nghe những cái thông tin vỉa hè, nghe những cái thông tin không được chính thống, nghe những cái thông tin không có thật, đấy thì cô chú anh chị và khán giả mọi người thấy rồi, đúng không? Tưởng là hôm nay quất là những cái gì, tưởng là đưa những cái thông tin hay, những cái thông tin nó mới mẻ cơ, cuối cùng là bây giờ toàn đi nhặt nhạnh những cái thông tin vỉa hè, xong lên đây dẫn dắt tào lao. Đấy, những cái gì mà lên đây nói với khán giả, nói với mọi người đấy, hôm nay tôi sẽ đưa cái thông tin bất ngờ đó, và tôi sẽ quất không trượt cái nào đấy, đúng không? Nhưng mà thực chất tôi có quất được cái gì đâu, có đưa được cái thông tin gì nó bổ ích, có đưa được cái thông tin gì nó đúng đâu. Toàn cái thông tin nghe ở một phía, và cái thông tin nghe ở các kênh người ta lên, người ta giật tít, người ta câu view câu like. Thế có phải nếu như bây giờ cơ quan chức năng người ta vào cuộc, những cái thông tin này mình đưa ra mà không có sự thật, thế có phải là ảnh hưởng đến mình không? Hả? Ngay như cái thông tin bảo là gia đình của thầy Thích Minh Tuệ đi kêu gọi từ thiện, đúng không? Thì Nhi đã cảm thấy nó nố bịch rồi. Bởi vì tại sao Nhi bảo nó nố bịch? Bởi vì nếu như cái thông tin, đúng không? Bây giờ thì mọi người cũng đã biết rồi, cái nghị định 93, bất kể một cá nhân nào, một đoàn thể nào đi kêu gọi từ thiện hay là đi giúp đỡ bất kể một ai thế thôi, thì bây giờ người ta cũng phải có cái thông tin, người ta cũng phải có cái tài khoản cá nhân để đi kêu gọi từ thiện chứ, đúng không? Thế bây giờ mà cái nghị định của nhà nước đã đưa ra như thế rồi, thế bây giờ lại lên đây ngồi dẫn dắt lại cứ đi no cho con bò trắng răng. Trong khi đó đi no cho bò trắng răng thì bản thân mình cứ lo cho mình đi đã, đúng không? Và những cái thông tin là kêu gọi từ thiện hay giúp đỡ, cái vấn đề đây là toàn những cái kênh người ta lên, người ta giật tít, người ta câu view câu like. Bản thân mình bây giờ cũng đi nghe từ kênh nọ, nghe từ kênh kia, thế bây giờ lên đây dẫn dắt, lên đây ma mị, lên đây lừa dối khán giả, đúng không? Quất mới chai, thế cuối cùng quất có đúng không? Hả? Toàn nghe những cái thông tin vỉa hè sao cũng lên đây dẫn dắt khán giả. Đấy, thì đến cái thời điểm bây giờ đúng là giá trị của cái con người, đúng không? Không còn nữa rồi. Bao nhiêu khán giả, bao nhiêu mọi người yêu quý, mọi người tung hô, mọi người ủng hộ, đến cái thời điểm bây giờ chắc khán giả người ta cũng chạy mất cả dép rồi. Thế có phải là tự mình bây giờ hại mình không? Hả? Tự mình bây giờ có phải là mình đưa mình vào lòng đất không? Bao nhiêu các kênh người ta lên đây, người ta ủng hộ, người ta yêu, người ta quý, người ta mến, đến cái thời điểm bây giờ người ta cũng cảm thấy là thất vọng, ê chề, và người ta cảm thấy là xấu hổ khi trước đây đã tung hô và ủng hộ mình, thế đến cái cuối cùng thì bây giờ là nhảm nhí. Một người như thầy Thích Minh Tuệ, người ta có động có chạm gì đến mình đâu, người ta có trêu có ghẹo gì mình đâu, hả? Thế mà cuối cùng là bây giờ lên đây nói về cái vấn đề về gia đình thầy Thích Minh Tuệ thì không có cái chứng cứ gì, không có cái thông tin gì, thì có phải là thành ra có phải là xuyên tạc bịa đặt không? Nếu như hôm nay muốn quất, muốn đưa ra những cái thông tin, những cái gì nó đúng thì cứ đưa cho khán giả, cho mọi người, người ta thấy, đúng không? Mình biết được cái thông tin gì về gia đình nhà thầy Thích Minh Tuệ thì cứ đưa ra, có bằng chứng, đúng không? Có hình ảnh, có thông tin thì đưa ra. Thế bây giờ quất bằng hơi, đúng không? Quất bằng mồm thì quất cái gì? Khéo lại tự quất mình thôi. Mà theo như Nhi nghĩ, khả năng trong cái thời gian này chắc chắn nhá, gia đình nhà thầy Thích Minh Tuệ người ta sẽ làm đơn và người ta sẽ nhờ cơ quan chức năng người ta vào cuộc. Và sau khi vào cuộc thì chắc chắn sẽ rõ đen trắng như thế nào, thì lúc đấy mới sẽ thấy. Có đi sang này không? Thì lúc đấy sẽ không thể cãi được nữa. Mà theo như Nhi nghĩ, cứ cái đà như thế này này thì sớm hay muộn chắc chắn nhá, cơ quan chức năng người ta sẽ vào cuộc, chứ không bao giờ người ta để yên được. Chứ đừng có nghĩ lên nên mà quất mấy nọ, quất mấy chai, khéo lại tự quất mình. Đi tung hô lên đây. Đấy, cái giá trị gì bây giờ mọi người xem đấy, đúng không? Một cái công ty của mình,
một cái doanh nghiệp của mình nó lớn, nó mạnh như thế. Cuối cùng là bây giờ đổ sông đổ bể đấy. Đấy mọi người, hôm nay nhìn rồi gì nữa đúng không? Nhìn cả một cái doanh nghiệp lớn như thế, cái cuối cùng hôm nay đông khách quá còn gì nữa đúng không? Gặt hái quá còn gì nữa. Rồi dần dần thì nói thật với cô chú anh chị và khán giả mọi người, đi vào lòng đất thôi, tự mình không mua dây buộc bụng thôi. Như cũng đã nói rồi, trong bao nhiêu cái vấn đề, bao nhiêu những cái chia sẻ rồi, Như đã nói, Như đã khuyên rồi, là lên dừng lại đi. Cái tầm như này là đủ lắm rồi. Khán giả người ta cũng biết đúng sai rồi, khán giả người ta cũng bừng tỉnh lại rồi, nhưng không nghe cơ. Thế đến cái thời điểm bây giờ già léo đứt dây rồi đấy, đúng không? Bao nhiêu những người già, người ta góp cái ý kiến nó đúng thì không nghe, lên đây thì kêu là ôi giời tôi không cần, đúng không? Không phải dạy khôn tôi. Thế đến cái thời điểm bây giờ khôn chưa? Bây giờ khôn quá còn gì nữa. Đúng là Như thấy thật sự ra là thất vọng mọi người. Thất vọng. Đấy các ông các bà là cứ bảo quay xe nha. Thì các ông các bà cứ nhìn lại đi, cứ xem hôm nay cái việc đấy, quất thầy Thích Minh Tuệ đấy đúng không? Quất không trượt phát nào đấy. Đấy. Các ông các bà hôm nay nhìn thấy hết rồi gì nữa đúng không? Quất giỏi quá còn gì nữa. Quất đúng quá còn gì nữa đúng không? Đúng, thật sự ra là thất vọng. Quá thất vọng. Thế là ngày hôm nay thì Nhi cũng chỉ chia sẻ ngắn đây với khán giả với mọi người thôi nhé. Để cho khán giả với mọi người hiểu được, biết được là cái sự thất vọng của Nhi cũng như khán giả cũng như mọi người quá là thất vọng. Đặt niềm tin vào bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Một người mình tin tưởng, một người mình yêu mến, cuối cùng là đổ sông đổ bể hết rồi. Đến cái thời điểm bây giờ đúng thật sự mình cũng bụng còn chả tin được, tin làm sao được dốn. Một cái người có tầm ảnh hưởng, đang được yêu, được quý, được mến như thế, cuối cùng là chỉ một phút chốc lông lổi đúng không? Đi sai đường cái. Thế bây giờ là đổ sông đổ bể hết rồi. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đổ sông đổ bể hết rồi. Đấy. Bây giờ ai còn tin nữa đâu? Bây giờ người ta quay xe hết rồi, khán giả người ta quay xe hết rồi. Ai người ta còn dám ủng hộ nữa không? Đấy. Đấy là tự mình khắc quất mình đấy. Tự mình khắc làm hại mình đấy. Hay quá nhờ. Thôi nhá mọi người nhá, Như cũng chỉ chia sẻ ngắn với cùng khán giả mọi người thôi, đến đây thôi. Thì đến tối Như sẽ lên một cái đường live, thì Như sẽ chia sẻ về cái quan điểm của Như cùng với mọi người nhá. Như xin xuống live đây và sẽ tiếp tục đi để cho khán giả mọi người cùng xem nhá. Thank you.